Tiểu thuyết Giọt ba con người quan lạc Tác giả Nikos Kazantzaki Người dịch Dương Tường Người đọc Trân Châu Chương 3 Lão không chờ tôi trả lời Tôi tự hỏi không biết các hạ có thể nói gì về điều đó Lão nói tiếp vẽ như đánh giá tôi Trong chừng mực tôi có thể nhìn nhận thấy là các hạ chưa bao giờ đói Chưa bao giờ chết chóc Chưa bao giờ trống cắp Chưa bao giờ phạm tội ngoại tình Vậy các hạ biết quái gì về thế sự Đầu óc các hạng ngây thơ, da thật thậm chí chưa bao giờ biết mùi nắng. Lão lắm bẩm coi khinh ra mặt. Tôi đâm xấu hổ dưới đôi bàn tay thanh tú, bộ mặt xanh xao của mình với cuộc đời chưa từng giấy bùng và máu của mình. Thôi được, giọt ba nói, quét bàn tay nặng nề lên mặt bàn, như thể lau nó bằng miếng bọt biển. Thôi được, tuy nhiên, có một điều tôi muốn hỏi sếp. Sếp hẳn đã đọc Thiên Kinh Giảng Quyển. Có lẽ sếp biết. Nói đi, giọt ba, điều gì? có một thứ phép lạ xảy ra ở đây sếp ạ à? một thứ phép lạ kỳ cục khiến tôi không hiểu ra sao nữa toàn bộ vụ việc đó những thủ đoạn bẩn thỉu trộm cắp tàn sát của chúng tôi tức là bọn phiến loạn chúng tôi ấy toàn bộ vụ việc đó đã dẫn tới việc hoàng tử sót đến chết tự do lão nhìn tôi với cặp mắt dương to vì ngạc nhiên thật là bí ẩn lão thầm thì một điều bí ẩn hết sức Vậy sao nếu muốn có tự do trên cái thế giới tồi tệ này thì phải dỡ mọi trò tàn sát ấy, mọi thủ đoạn bẩn thỉu ấy ư? Xin nói để sếp biết, nếu tôi kể mọi chuyện hung ác gớm ghiếp và mọi cuộc giết chóc bọn tôi đã tiến hành, thì sếp cứ gọi là dựng tóc gai lên. ấy thế mà kết quả của tất cả những cái đó là gì? Tự do! Thay vì gian sát xuống diệt sạch bọn tôi, Thượng Đế lại cho chúng tôi tự do. Thật tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa lão nhìn tôi như cầu cứu tôi thấy rõ vấn đề này đã dằn vặt lão ghê gớm và lão không sao tìm ra ngõ nguồn sếp có hiểu không lão đau đớn hỏi tôi hiểu gì mới được chứ nói gì với lão đây hoặc khẳng định rằng cái mà ta gọi là thượng đế không hề tồn tại hoặc báo rằng cái mà ta gọi là giết chóc và hung bạo là cần thiết cho cuộc đấu tranh và cho cuộc giải phóng thế giới tôi cố hết sức tìm cho giọt ba một cách giải thích khác đơn giản hơn làm thế nào mà một cây cây đâm chồi và nở hoa trên phân rác? Giọt ba, hãy tự nhủ rằng phân rác là con người và hoa là tự do. Nhưng còn hạt giống, giọt ba kêu lên, tay đấm bàn. Muốn nảy mầm cây thì phải có hạt tứ. Ai đã gieo một cái hạt giống như vậy vào lòng chúng ta? Và tại sao cái hạt nó không trổ qua từ sự tử tế và lương thiện? Tại sao nó lại cần có máu cùng rác rưởi? Tôi lắc đầu, tôi không biết. Tôi nói, vậy ai biết? Chẳng ai biết cả. Nhưng nếu vậy thì sếp muốn tôi làm gì với tất cả những thứ tàu thuyền, máy móc, cà giác, cổ cộn này? Giọt ba tuyệt vọng kêu lên, cặp mắt mang giải đảo nhìn xung quanh. Đôi ba hành khách đã bị biển quần cho thất liên bác đảo, giờ đang uống cà phê ở một góc bàn bên, chợt lưng hoạt lên, họ cảm thấy một cuộc cái lộn và dến tay lên nghe. Điều đó làm cho giọt ba phát ớt, lão hạ giọng. Nói chuyện khác đi, lão nói, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi muốn đập phá bất cứ cái gì trong tầm tay, một cái ghê, một cái đèn, hoặc giá đâm đầu vào tường. Nhưng thế thì ít gì, chỉ tổ phải bồi thường những đồ bị đập dở, và đến bác sĩ băng đầu lại. Và nếu có chúa thì lại còn tệ hại hơn nhiều, thôi thế là đi đứt. Từ trên trời cao kia hắn người đang gó tôi, ôm bụng mà cười. Đột nhiên lão khua tay như lấy xua một con rùi phiền nhiễu. Thôi đừng bận tâm, lão nói giả luyến tiếc. Tôi chỉ muốn nói với sếp thế này. Khi dương thuyền trang hoàng đầy cờ đến đây, người ta bắt đầu nổ những loạt đại bác chào mừng và hoàng tử đặt chân lên đất rác. Sếp đã bao giờ một kích cá một dân tộc cuồng lên vì thấy mình được tự do chưa? Chưa à? Chà, sếp, vậy thì sinh ra đã mù. Sếp sẽ mù đến khi xuống lỗ. Cho dù tôi có sống đến nghìn năm, ngay cả lúc đó tôi chỉ còn là một máu thịt sống tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì tôi đã thấy trong ngày hôm ấy. Và nếu mỗi một chúng ta có quyền chọn thiên đàng của mình trên trời theo sở thích riêng, mà đáng ra phải như thế, đó mới chính là cái tôi gọi bằng thiên đàng, thì tôi sẽ thưa với đấng toàn năng. Lại Chúa, xin hãy cho thiên đàng của tôi là một cái đảo cát dân đầy cờ hoa và để cho cái giây phút hoàng tử sót đặt chân lên đất cát kéo dài hàng thế kỷ. Thế là hợp ý tôi. Rọt ba lại im lặng, lão giúp bộ xia cho dến lên rót nước đá đầy đến miệng cốc và uống ực một hơi điều gì đã xảy ra ở khác giọt ba kể cho tôi nghe nào ta có cần phải khoa trương đại ngôn không lão kho chịu nói này tôi nói cho sếp nghe tôi cái thế giới này là một bí ẩn và con người chỉ là thú dữ vừa là thu dữ vừa là thánh thần một tên phiên loạn đê tiện từ Macedonia cùng đến với tôi người ta gọi hắn là giọt ga phải một tên đầu trộm đuôi cướp đang treo cổ một con lợn thật sự xếp à ờ hắn khóc sướt mướt tại sao mày khóc giọt ga đổ cho ngao tôi hỏi nước mắt cũng trào ra tại sao mày khóc con lợn già nhưng hắn chỉ ôm tròn lấy cổ tôi mà thổn thức như một đứa trẻ thế rồi cái thằng con quan keo kiệt rút túi tiền ra dốc vào lòng những dòng tiền vàng mà hắn đã cướp của dân thổ và dốc từng dốc tung lên trán sao thay không tự do là thay đây tôi đứng dậy và lên bon phơi mình bằng ngọn do biển rét buốt tự do là như thế đấy tôi nghĩ ôm ấp một đam mê cướp nhặt hàng đống tiền vàng rồi đùng một cái dẹp nỗi đam mê ấy và tung hê kho vàng cho do cuôn đi bốn phương tự giải phóng mình khỏi một nỗi đam mê để rồi bị thống trị bởi một đam mê khác cao cả hơn. Nhưng phải chăng cả cái đó cũng là một hình thức nô lệ, hy sinh cho một ý tưởng, cho một giống nòi, cho thượng đế? Hay phải chăng điều đó có nghĩa là máu mực càng cao, dây buộc của dòng nô lệ càng được thả dài ra? Như vậy chúng ta có thể thích thú vui chơi, đu đỡn trong một phạm vi rộng hơn, và đến khi chết vẫn chưa dẫn dũng hết tầm của dây buộc. Vậy phải chăng cái đó ta gọi là tự do? Về cuối chiều, chúng tôi bỏ neo trên bờ biển và nhìn thấy các trắng mịn cùng mấy loại cây, nào trúc đào còn đang nở hoa, nào sung, nào vả, nào minh quyết và xa hơn nữa về phía bên phải là một ngọn đồi trọc thấp, xăm xám xám, nồng dông như mặt một người đàn bà ngủ. Má Duy cầm dọc theo cổ, dâng lên những mạch dĩa màu nâu sẫm của mỏ than bùng ly nhít. Một ngọn gió thu đang thổi, những đám mây sơ sát từ từ trôi qua bên trên mặt đất, đổ bóng xuống làm dịu các đường nét. Những đám mây khác đang dâng lên đầy đe dọa trên bầu trời. Mặt trời lúc ẩn lúc hiện và mặt đất lúc sang bừng lúc tối sầm lại như một cương mặt sông động và sao xuyến. Tôi ngừng một lát trên bãi cát và ngắm nhìn. Một giá cô quảnh thiên liêng trái ra trước mắt tôi, khủng khiếp mà mê hoặc như bãi sa mạc. Bài ca Phật giáo dâng lên từ chính lòng đất và thấm sâu vào đầy lòng tôi. Bao giờ chung cục, ta sẽ rút vào cô đơn, trơ trọi một mình không bản đồng hành, không vui mà cũng chẳng buồn. Chỉ còn đọc một niềm xác tính thiên liêng rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Bao giờ quần áo tả tơi, hết mọi dục vọng ta sẽ mãn nguyện rút về ở ảnh trong núi. Bao giờ thay thân xác mình chỉ là bệnh tật và tội ác, tuổi già và cái chết đến gần, Ta sẽ rút vào rừng, không sợ gì nữa hết, tự do và ngất ngây hạnh phúc. Bao giờ, ôi bao giờ! cây đàn Santori cặp ở nách, giọt ba tiếng về phía tôi, chân bước còn chuẩn chọn. mở thang bồng kia, tôi nói để giấu một nỗi xúc động và dương cánh tay về phía ngọn đồi giống mặt người đàn bà. Giọt ba cao mài, không quấy lại nhìn. Để sao hẳn, bây giờ chưa phải lúc đâu, sếp à. Lão nói, phải đợi cho trái đất đứng yên đã, quỷ tha mà bắt nó, nó vẫn còn chồng cha chồng chành như cái bông tàu, ta hãy đi vào làng đã. Nói rồi, lão dân những bước dài, quá quyết, cô gỡ thể diện. Hai đứa trẻ chân đất, đen như củ súng, chạy tới, đỡ lấy hành lý. Một nhân viên thuê quan to như hộ pháp hút một ống điếu trong trụ sở thuê quan Đôi mắt xanh của y kính đáo soi giỏi chúng tôi, quể quải liếc nhìn các bọc hành lý và trong một thoáng, Yên ngỏ ngoại trên ghế như sắp sửa đứng dậy. Xong đó là một cố gắng qua lơn đối với thân hình y. Chậm rãi dơ cái ống điếu lên và nói bằng một giọng ngai ngủ, xin chào. Một trong hai đứa trẻ đi đến bên tôi, nó nháy đôi mắt màu đen ô liu và nói, giọng nhạo bán. Lão ấy không phải dân crack, lười như quý ấy. Chẳng phải dân crack cũng lười nhát đó sao? Phải, phải, họ cũng lười nhát thằng bé người đảo grez đáp nhưng lười cách khác làng có xa không từ đây đến đó khoảng một tầm đạn kia kìa đằng sau những khu vườn trong khe ấy một khu làng đẹp ông ạ à. có đủ thứ thứ gì cũng ê hề minh quyết đậu thóc lúa dầu rũ còn ở bãi cát đằng kia nào dưa chuột và dưa hấu nào cá và cà chua đều đơm qua kết trái sớm nhất ở cát Chính nhờ gió từ phi châu nên cây trai mới tốt tươi như vậy. Ban đêm trong giường có thể nghe thấy chúng chuyển mình răng rắc lớn lên. Giọt ba tiếp tục đi trước, đầu vẫn còn chốn dán, lão nhổ bọt. Cất cao đầu lên giọt ba, tôi gọi với, chúng ta đã tay qua nạn khỏi, không còn gì mà sợ nữa. Chúng tôi ráo bước, đất lẫn dưới cát và gió trai, sò ốc. Đây đó mọc lên một cây thanh liễu, một cây vả dại, một bụi lao, vài cây thảo bản qua vàng. Thời tiết ngột ngạt, mây mỗi lúc một xà xuống thấp, gió tắt dần. Chúng tôi đi qua, một cây vả lớn thân kép cong queo đã bắt đầu rống ruột vì già cỗi. Một trong hai đứa bé dừng lại, hất hàm chỉ cây khổ thủ. Cây vả tình nương, nó nói, tôi giật mình trên đất crét này. Mỗi hòn đá, mỗi cái cây đều có lịch sử bi thảm của nó. Tình nương, tại sao lại có cái tên ấy? Thời ông nội cháu, co con gái một điền chủ phải lòng một anh một đồng. Người cha không chịu, cô gái la khóc vang nài, xong ông già vẫn một mực không thay đổi ý kiến. Một đêm, đôi trai gai biến mất, người ta cho lùng sụt khắp vùng quê. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần, vẫn chẳng thấy tâm hơi. Sau đó bắt đầu không mùi, nên người ta lần theo mùi hôi thối, tìm thấy xác họ thôi sữa dưới gốc cây vả này, vẫn ôm ghì lấy nhau. Ông thay đây, nhờ mùi hôi thối mà người ta tìm thấy họ. Thằng bé phá lên cười, đã nghe thấy tiếng xôn xao trong làng cháu bắt đầu sủa đàn bà léo nhéo gà gái báo hiệu chuyển thời tiết trong không khí phản phất mùi nho từ những thùng cất rượu rum làng đấy hai thằng nhỏ kêu to và lao giúp đi chúng tôi vừa quanh ngọn đồi cát người làng nhỏ đã hiện ra nơm như leo ngược sườn khe núi những cụm nhà quét vô trắng đập nền cao túm tụm vào nhau với những cửa sổ mờ làm thành những mảng đen nôm chung giống như sỏ người trắng phết kẹt giữa những tảng đá. Tôi đi lên ngang sọt ba, mặc chú ý cư xử cho đúng mực nha, chúng ta sắp vào làng rồi. Tôi bảo lão, chưa để họ bắt thóc được ta, chúng ta hãy hành động như những nhà kinh doanh nghiêm chính. Tôi là giám đốc, còn bác là đốc công, dân Crest không coi nhẹ điều gì đâu. Vừa để mắt tới mình là họ nhắm ngay vào bất kỳ nét dị dạng nào và đặt luôn cho mình một cái biệt hiệu. Sau đó thì đừng hòng sức bỏ, đi đâu cũng dính chặt với nó như con chó, dễ cái son cọp vào đuôi vậy. Giọt ba đưa tay lên nắm chặt bộ ria, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cuối cùng lão nói, Sếp này, nếu ở đây có một bà quá thì sếp khỏi phải lo, bằng không, đúng lúc ấy, vào tới cổng làng, một mũ ăn mài quần áo xếp sứa chạy tới chúng tôi, chìa tay ra, mũ đen đua bẩn thiểu và có một hàng siêu mét nhỏ đen và cứng. Này người anh em, mụ xuồng xã gọi giọt ba này người anh em có linh hồn không đấy giọt ba đứng lại có chứ lão nghiêm trang đáp vậy thì người anh em hãy cho đây năm các ma đi giọt ba rút trong túi ra một cái giấy da sách bươm đây lão nói và một nụ cười làm dịu cặp môi còn hằng vẻ chua chát lão nhìn quanh và nói với tôi xem ra dùng này linh hồn thật là rẻ xếp à có năm rắc ma một linh hồn lũ chó trong làng xô về phía chúng tôi cánh phụ nữ cúi mình trên gờ máy bằng nhòm chúng tôi trẻ con chạy theo la hét đứa kêu ăn ẵn lứa bím bôm làm còi ô tô lại có đứa chạy lên trước ngoài cổ lại nhìn chúng tôi mặt thào lao kinh ngạc chúng tôi tới bãi sọng giữa làng ở đây có hai cây bạch dương lớn xung quanh đặt những thân cây đéo thô sơ làm ghế ngồi đối diện là tiệm cà phê có treo tâm biển lớn lợt màu tiệm cà phê và hàng thịt khiêm tốn Tại sao thép cười? Giọt ba hỏi, nhưng tôi không kịp trả lời. Từ cửa tiệm cà phê và hàng thịt, năm sau gã hậu pháo vẫn quần xanh sắm. Thắt lưng đó, chạy ra kêu lớn, chào các bạn, vào đây làm một ly rum, vừa trong thùng ra còn nóng sốt. Giọt ba chép lưỡi nói, thế nào sếp, lão quay lại nháy tôi, ta làm một ly chăng? Chúng tôi uống mỗi người một ly, nóng rang cả ruột chú tiệm cà phê kim hàng thịt một ông già lanh lợi mạnh mẽ còn giữ được một thân hình trang kiện mang ghê ra cho chúng tôi tôi hỏi chúng tôi có thể trở ở đâu đến quán madame ottaus ấy con người lớn tiếng mắt một phụ nữ thóc ở đây ư tôi ngạc nhiên thốt lên cột quỷ mới biết mụ ta từ đâu tới mụ đã ở khắp vùng này mụ đã xoay sở tránh được mọi gian trương trên đời giờ mụ bám lấy cái bến cuối cùng này mở một quan trọ làm ăn bà ấy bán cả kẹo nữa một đứa bé xen vào Tô son trác phân lè lè một đứa khác nói. Quấn suy băng quanh cổ, lại có cả một con vẹt nữa. Quá chồng à. Giọt ba hỏi, bà ta có quá chồng không? Lão chủ tiệm cà phê, năm bộ râu như bà. Ông bạn thử đêm xem chỗ này có bao nhiêu sợi rau. Bao nhiêu, ấy bà ta đã quá ngần ấy đợi chồng đó. Hiểu chứ? Hiểu, giọt ba đáp, liếm môi thèm thùng. Bà ta cũng có thể biến ông thành lão qua nữa đây. Liệu chừng đấy ông bạn, một lão già nói lớn và tất cả cười pha lên. Người ta lái chúng tôi một chầu rượu nữa và chủ tiệm bưng ra trên một cái khai cùng giữa ổ bánh lúa mạch, format mát dê và mây tre lê. Thôi để các dì ấy yên, khỏi phải đến quán ma đàm. Hai dì ấy sẽ nghỉ ngay tại đây đêm nay. Họ sẽ là khách của tôi, công đô Manolio. Lão già kia nói, nhà tôi rộng không có trẻ con, tha hồ nhiều chỗ. Xin lỗi bác Anja Nosti. Chủ tiệm cà phê hét vào tay lão già, tôi nhấn trước rồi. Bác nhận một, lão anna Lusti nói người kia phần tôi cái ta dạy tai già nào Sọt ba chạm nọc vặn lại chúng tôi gắn bó keo sơn với nhau tôi nói và ra hiệu cho sọt ba lần bực bội chúng tôi sẽ gắn bó với nhau và chúng tôi sẽ đến quán madame octos Qua nghênh qua nghênh quý khách một phụ nữ béo lùn bè bè tóc màu gai đã lợt hiện ra như hàng bạch dương lập bạch trên đôi chân dòng kiền cầm bà ta điểm một nốt ruồi tu tổ mấy sợi lông cứng như lông lợn bà ta quăng một dải suy băng bằng nhung đỏ quanh cổ đôi má heo úa trắc bự phấn một qua cà một lọn tóc nhỏ nhúng nhảy vui tươi trên trán khiến bà ta có phần nào tự tử như sara bẹt về già đóng trong đại bàn con hân hạnh được gặp bà madame hortense tôi đáp chuẩn bị hôn tay bà ta cuốn theo một tâm trạng hoan hỷ đột ngột Đùng một cái, cuộc đời chợt hiện ra như một câu chuyện thần tiên hay màn giáo đầu của vở bảo táp. Chúng tôi vừa đặt chân lên đảo, ước thấu xương sau một tai nạn đâm tàu tưởng tượng. Chúng tôi đang tham hiểm miền bờ biển kỳ diệu và trịnh trọng chào mừng cư dân địa phương. Người đàn bà này, Octans đối với tôi, dường như là nữ chúa của đảo. Một loại hải cẩu tóc vàng, mình bóng nhảy bị sâu dạt trên bờ cát này. Đằng sau bà ta hiện ra ba bộ mặt lông lá bẩn thiểu tỏ ngời niềm hân hoan chung của dân chúng hay của Caliban. đăm đắm nhìn nữ chúa vừa tự hào vừa dĩu cỡ. Giọt ba, dị hoàng tử cải trang cũng chăm chú nhìn nữ chúa. Như thế đó là một cô chiến hữu, một chiến thuyền xưa đã từng chinh chiến ở những vùng biển xa xôi, từng nếm mùi chiến thắng và chiến bại như những cửa hàm tàu dập nát, những cột buồn gãy, cánh buồm tơi tả, và giờ đây, mặt hàng những luân nhăn sâu, cố trát đi bằng kem phấn. Muốn rút lui về bờ biển này, chờ đợi. Rành là muốn chờ đợi giọt ba, người thuyền trưởng mang ngàn dưới sẹo. Và tôi thích thú với hai diễn viên ấy. Rút cuộc gặp nhau trong một cảnh trí ở Crab, được vẽ và thể hiện sức đơn giản bằng mấy nét bút khoan đạt. Hai giường thưa Madame Hortense, tôi nói và nghiêng mình trước bậc chuyên gia lão luyện trong nghệ thuật diễn nhưng mà tình ái. Hai giường không rẹp, không rệp, làm gì có được mụ kêu lên phóng vào tôi một cái nhìn khiêu khích ồ oh, bay những cái miệng nhạo ban của caliban gào không có không có mụ quạt lại bàn chân béo mặt dẫm trên phim đá mụ đi tất giày màu xanh da trời xỏ trong một đôi giày cao gót rúm rót như những cái nơi lũa cầu kỳ đi đi đạo nhất ma bắt mụ đi caliban lại hú lên lần nữa nhưng rất trịnh trọng mà đầm đã cất bước đi lên trước dẫn đường mụ sực mùi phấn và xà phòng rẻ tiền Giờ qua đi theo, mắt hào háo nhìn mũ, nhìn kia kia xếp. Lão thầm thì nâm mũ đâm hông kìa, nhóp nhép, nhóp nhép, như con cụ cái lắc cái đuôi nút nước mỡ ấy. Hai ba hạt mưa lớn rơi xuống, trời tối sầm, những làn chớp xanh lé lên trên ngọn núi. Những cô gái, tròn áo da dây trắng, hôi hả lùa dây cù từ đồng cỏ về. Các bà chủ gia đình, ngồi xếp tức lò sưởi đang nhôm lửa ban chiều. Giọt ba nhắm nhấm đầu ria, vẻ nôn nóng, mà không rời đôi mong lún nứng của người đàn bà. Hùm. Đột nhiên, lão thở dài lắm bấm, mẹ kêu con đi đời, nó không thôi chơi khăm mình.